Ok, xin chào anh em. Mình là Trương Mạnh Phú. Thì mình đang trong cái chuỗi video giải ngố cho tất cả anh em mới, anh em newbie về kiến thức về IP. Thì ở video trước mình đã có hướng dẫn cho một số anh em về cái khái niệm của IP là gì, đúng không? Các loại IP và tại sao mình được fake IP trong quá trình sử dụng máy tính, hoặc là mình sử dụng nuôi nick và nuôi cái tài khoản có số lượng lớn. Tiếp theo mình đã có một video nói về cái cách kiểm tra tình trạng IP đã fake xem thành công chưa và đăng nhập vào nó để mình kiểm tra trước và sau cái việc mà mình đang đăng nhập tài khoản. Rồi ở phần này mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho anh em các loại phần mềm fake IP thì có những loại nào và mình nên dùng loại nào cho tối ưu trong từng trường hợp cụ thể. Thì ok, mình sẽ click vào phần 3. Rồi ở phần này mình sẽ có gồm các nội dung như sau. Thứ nhất là các phần mềm fake IP phổ biến. Thì ở đây mình đã liệt kê các loại để cho mọi người có thể nắm bắt. Và trong cái mẫu loại này mình sẽ hướng dẫn cho từng loại cách tải về, cách cài đặt ở những video tiếp theo. Thì ở đây những cái loại phổ biến mà anh em mình dùng, thì bây giờ mình chia sẻ đầu tiên là cái loại là NordVPN. Cái loại này thì mình thấy rằng mình dùng cũng ổn, đợt này nó ít IP hơn. Nhưng tuy nhiên là các bạn có thể vào trong Google để mình tìm đúng cái phần mềm NordVPN, NordVPN. Rồi ok, và mình sẽ paste vào đây mình tìm kiếm. Thì quá trình tìm kiếm nó được kê ra thì anh em nên lưu tâm rằng mình vào trang chủ của nó để mình xem và mình có thể download về. Những phần download và cài đặt mình sẽ dẫn ở video tiếp. Thì ở phần mềm này nó có những cái cách tải này xuống đây rồi, và cái giá của nó là liên quan đến tầm 3,449 đô một tháng, hoặc gói theo năm là 3,49 đây này, từ tùy vấn đề tiết kiệm, đúng không? Thì thực ra với những cái ứng dụng này, mình thấy phần mềm NordVPN này thì mình cũng dùng hạn chế thôi. Bản thân mình cũng có hàng ngàn key free, thì mình sẽ tặng cho anh em để đứng ở dưới trong phần hướng dẫn cách cài đặt của NordVPN này. Ok, và tiếp là cái phần mềm fake IP HMA. Thì phần mềm này mình cũng nó cũng tương tự với phần mềm NordVPN thôi, nhưng mà mình thấy nó đa dạng hơn về số lượng IP và cái giá của nó cũng cao hơn. Bản thân HMA thì cũng trong 2 năm trước mình sử dụng khá nhiều, nhưng ở thời điểm tại mình sẽ sử dụng một số những trường hợp thôi. Ví dụ mình fake IP để mình log in vào Facebook và log in vào search tìm kiếm thông tin, và có thể là đơn giản là xem sách chẳng hạn. Đấy, thì cái phần mềm rất hữu dụng. Còn liên quan đến cái việc cao cấp hơn như là chạy quảng cáo là một, cùng với cái việc như là anh em mình, nhất là những anh em đập CC, đúng không? Hoặc là bây giờ mình fake IP để mình vào những cái mạng lớn của Facebook ở Mỹ, hoặc là anh em mình đột nhập vào một số những mạng cấm, thì HMA vẫn làm được bình thường. Tuy nhiên chỉ có vấn đề liên quan đến quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, thì mình thấy rằng khi anh em dùng cái HMA này tỷ lệ fail đã bắt đầu có nhiều rồi, tức là nó không còn tốt như trước nữa. Thì đó, anh em biết cách để mình vận dụng nó trong tình huống cụ thể như nào cho hợp lý. Ok, thì cái dịch vụ này nó anh em mình đăng nhập vào mình mua bình thường thôi, nó cũng rất dễ dàng thôi. Tuy nhiên mình cũng có một số key dạng free, thì mỗi một key mà người ta cấp cho mình thì nó cho phép tối đa là 5 máy sử dụng chung. Đó chính là cái cách để mà anh em mình, nếu anh em mình có người mua chung thì hoàn toàn 5 cái người đó dùng đồng thời cùng một lúc được, và trong trường hợp không dùng một lúc thì nó cứ tối đa 5 người thôi. Nhưng ở đây mình cũng xin giới thiệu rằng ở trong video tiếp theo mình hướng dẫn cách cài đặt và cái cách tải về HMA này cũng sẽ kèm theo đường link để anh em có thể lấy một số những key free để anh em dùng. Ok, và tiếp theo là phần mềm VN Express. Thì phần mềm này thì mình cũng khá là dùng khá nhiều, bởi vì trước đây anh em mình Red Clone ấy, cần rất nhiều loại IP khác nhau. Có những ngày mình Red Clone liên quan tầm 500 đến 1 triệu con clone, đấy là trong team anh em Red. Riêng máy của mình không thì cũng Red con cơ số nó khoảng tầm 200.000 đến 150.000. Đấy là những thời hoàng kim của việc Red Clone. Còn bây giờ nó đã fix rồi, nó không thể Red được số lượng nữa rồi và hay checkpoint lắm. Chính vì thế là cái phần mềm này mình thấy là cái này cũng tương tự như HMA thôi. Và mình thấy cái lượng IP của nó khá là ngon, và
tất nhiên là rồi, nếu càng nhiều người dùng thì ping, tức là số người dùng càng lớn, thì có khi là cái HMA hoặc là cái VPN Thread này nó sẽ tương quan là chênh lệch nhau. Ví dụ thằng nào ít dùng thì mình cảm giác nó ngon hơn, mà tất nhiên cũng phụ thuộc chất lượng của cái nhà cung cấp nữa. Nhưng tuy nhiên là hai thằng này mình đánh giá là hai thằng HMA và Express VPN nó tương đương cái chức năng như nhau, nó cũng không còn chất lượng cực kỳ kiệt xuất như trước nữa, đúng không? Nhưng tuy nhiên em dùng rất nhiều việc trong cái việc mình làm, anh em nuôi nick thì mình thấy rằng nuôi nick tại hiện tại thì với Facebook thì nuôi tạm thôi, như bằng thủ công thôi. Chứ còn nếu trường hợp mà anh em mình dùng những ad, Facebook ad thì mình cũng không dùng phần mềm này nhiều đâu. Đây là chia sẻ thực với anh em nhé. Rồi, đến cái phần mềm này thì anh em mình cũng vào trang chủ bằng cách mình tìm kiếm như vừa rồi nhé, đúng không? Đây này, cái Express VPN. Rồi ở đây mình sẽ tìm cái trang web của nó, là cái trang chính để anh em tránh download bởi những trang kiểu như trang scam ấy, thì rất nhiều vấn đề. Thì ở phần này anh em mình hoàn toàn mình có thể là tải về bình thường, đúng không ạ? Và giá cả của nó cũng đã ở đây hết rồi, tất cả những thông tin đã hết rồi đó. Thì tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn giới thiệu cho anh em một phần mềm cực kỳ phổ biến ở thời điểm hiện tại với những giới chơi là chơi black, những giới chơi áo thun, rồi là những cái giới mà đánh thị trường ngoài. Thì phần mềm này là có tên là 911 SOC 5. Thì đây là phần mềm mình thấy rằng IP của nó rất là chất, bởi vì sao, là IP của nó fake. Khi mà nó fake ấy, một là ẩn danh được hoàn toàn luôn, tức là nó có thể là low uncloud, tức là không khai báo được cái địa chỉ xích xác thực. Thì chính vì thế là khi mình login vào từ VNIC này đến login vào các tài khoản Facebook này, rồi đánh cả CC này, nó đều mượt hết, nó chấp nhận hết, nó không có bất thường xảy ra. Chính tỏ cái việc mà mình fake IP theo 911 rất là ngon luôn. Thì cái 911 này nó lại tính theo cái IP hàng ngày. Ví dụ một con IP mình mua thì nó rơi vào khoảng tầm 3-4.000 đồng hay 5.000 đồng Việt Nam gì đó, mình không nhớ cụ thể lắm. Thì cái video mà chi tiết hướng dẫn cách tải cài đặt 911 thì mình sẽ hướng dẫn ở video riêng để cho anh em mình nắm bắt được. Thì phần mềm này cũng có giá theo gói, là nó sẽ bán theo cái ví dụ như là 22 đô, là 150 USD. Thì cái này thường mình thanh toán mất phí nữa, nó rơi vào khoảng 25 đô gì đó, và thanh toán bằng các cổng thanh toán như là Bitcoin và Alipay, chứ không thanh toán bằng tiền Việt được. Thì anh em lưu ý phần này là chắc chắn là anh em mình dùng trong dưới công nghệ về black một chút ấy, thì không thể thiếu phần mềm 911 được. Ok, và phần nữa là mình cũng giới thiệu cho anh em là một số một cái phần mềm là phần mềm VIP 72. Thì phần mềm này mình cũng đã sử dụng rồi trong cái việc mình red clone, nhưng mà phần này hữu dụng cho rất nhiều trong việc tool, bởi vì nó ra doom theo cái vùng rất là hay. Tức là anh em mình có thể là bắt một vùng, và trong một vùng đó nó có rất nhiều IP để anh em mình có thể là dùng để xử lý. Ví dụ ở mình các phần mềm khác, ví dụ HMA hay là VN Express hay là NOC, anh em mình vào search Việt Nam ấy, thì nó không có nhiều IP đâu. Nhưng với thằng VIP 72 này, nó ứng dụng có rất nhiều IP tương đương cùng loại. Vì thế là trong cái việc VIP 72 là anh em dùng tool, như các tool ví dụ như là tool về nuôi Facebook, đúng không? Hay là tool về spam đăng bài, hay một số tool khác mà trong cái giới MMO người ta hay dùng, thì cũng không thể kể hết tất cả các loại tool ra. Nhưng tuy nhiên dòng này mình thấy là mình sử dụng tool mà cái auto thì khá ngon, nhưng cái chất lượng IP của mình thấy rằng không tốt bằng thằng 911. Ok không ạ? Rồi, còn một phần nữa mà trong đây mình cũng đã thống kê ra, đó là phần wifi địa phương. Cái phần này nhá, cũng xin chia sẻ với em rằng là cái wifi địa phương ấy, nó là một cái kết nối thực, tức là mạng địa phương, proxy private địa phương ấy. Thì những mạng này nó thật sự là để mua thì nó chi phí rất là cao, đúng không ạ? Thì anh em mình lưu tâm cái phần này thì mình cũng ít mua, bởi vì sao, là từ ngày mình biết dùng nó, mình mua một lần là xong, mình thôi luôn, và nó đắt quá. Nhưng mà những cái trường hợp như anh em chơi lớn như kiểu dạng CC các thứ thì nên có thể tính quan tâm với phần mềm này. Ngoài ra có một số ứng dụng khác, nhưng mà anh em để fetch IP thì anh em cũng nên quan tâm cái khái niệm của nó. Thì ở đây mình sẽ nói qua về cái SSH nhé, SSH và cái thằng proxy. Thì ở đây SSH thì thật ra các định nghĩa thì trên mạng rất là nhiều rồi. Mình nói nôm na anh em thế này, có một số những cái mạng, có một số những cái nhà cung cấp người ta đang cung cấp cái SSH cho người dùng, thì mình hoàn toàn có thể nhớ rồi mua. Nhưng có một số đối tượng khác là mình scan về xong bắt đầu mình sẽ lại bán lại cho người dùng, đúng không? Thì ở đây là anh em để ý rằng là nó
có định nghĩa sẵn sàng rồi, đúng không ạ? Được là một giao thức điều khiển từ xa cho phép người dùng kiểm soát sửa server của internet. Thật ra cái này mình thấy là cái SSH mình dùng thì thường nó có thời gian sống rất thấp. Ví dụ có những con nó sống được 1 phút thôi, có những con nó sống khoảng tầm được 24 giờ. Thì anh em lưu ý những cái phần này. Mình thì dùng SSH trong cái việc mà Red Hotmail là mình cũng hay dùng. Hotmail nó chỉ cần là gì? Nó chỉ cần thời gian sống ngắn thôi, IP thôi. Và nó login vào của nó, lock captcha ra là xong. Thì tùy vào tình huống cụ thể mà mình dùng SSH. Proxy thì nó là cái gì? Proxy nói chung nhá, thì mình đang nói là có hai loại mà proxy private và proxy public. Thì cái proxy mình nhấn mạnh luôn là cái proxy public thì proxy private thì cái này ấy, nó rất là hữu dụng trong cái việc mà anh em mình mua những proxy riêng. Có nghĩa là proxy của ICPath và mình muốn một cái proxy nó bán từ 2-5 đô trong một cái IP. Tức là nó cũng như một cái máy chạm ở địa phương ở cái việc mà nó fake thôi. Nhưng mình thấy là proxy này dùng chất còn hơn cả cái thằng VN Express và hơn cả thằng NOC hay là thằng HMA. Nhưng mà nó đắt mà. Mỗi IP mình đã mất 1 đến 2 ấy rồi. Nhưng mà sẽ rất hữu dụng cho anh em nuôi trung thành. Ví dụ nuôi trung thành là gì? À, mình có một tài khoản PayPal hay mình có một tài khoản Payoneer đúng không? Hoặc đơn giản là anh em mình nuôi một con máy để mình làm một kênh YouTube nước ngoài, thì cái proxy địa phương này là rất hữu ích và mình nuôi một con nick trung thành và mình đăng nhập các tài khoản luôn luôn với nó, thì điều này là hết sức tuyệt vời. Thì cái trường hợp proxy private là mình đang áp dụng trong trường hợp như thế. Và tất nhiên mình chưa thạo về ngành đó, nhưng mà trong những người anh em mình từ làm Outbound đến làm MMO đến làm dropship của Shopify là anh em đã thực hiện cái này rất là nhiều và biết được những kỹ năng đó thông qua người anh em, những người bạn là đang thực hiện, là đang vọc trong những ngành này. Thì anh em lưu tâm là những cái phần proxy này anh em mình thực sự quan tâm. Nếu anh em muốn nuôi trung thành, nhất là những tài khoản kiểu thanh toán như HMA, Stripe hay là những đại loại là những cái kể cả VPS nuôi trung thành trên IP, thì hãy quan tâm những cái thằng proxy này. Xét về mặt giá cả, tuy 2 đô trên một proxy thật nhưng mà nó vẫn là rẻ, 2 đô trong tháng mà, và nó chất hơn rất nhiều so với một cái IP đại trà dạng NOC hay là HMA hay là VA Express PBN. Ok, thì đấy là những cái quá trình mà mình đang nói về cái IP. Thì còn một số anh em đang nuôi VIA, nuôi NIC ở Việt Nam với số lượng lớn, thì anh em quan tâm thế này là có một cái loại DECOM. DECOM này một loại nó là Random IP, và anh em mình sau khi reset nó lại tạo những cái IP mới trong cái tần số hay là cái giải IP mà nó quy định cho từng khu vực. Thì nó cũng rất hay trong việc mà anh em mình nuôi cái nick Facebook với số lượng lớn, bởi vì với anh em mình dùng bằng LAN ấy thì nó chỉ có quy định một IP thôi, một địa chỉ IP thôi. Thì cách anh em nuôi mà anh em nuôi nhiều nick quá, kể cả anh em có phát thiết bị chăng nữa, nhưng mà một công doanh nghiệp thì không thể quá nhiều nhân viên được, tầm vài nghìn là cũng nghi ngờ rồi. Một doanh nghiệp tức là một IP người ta cho phép chỉ còn vài chục nick hay 100 nick là bất thường thôi. Nhưng mà anh em nuôi hàng nghìn nick chẳng hạn, thì anh em phải lưu tâm những cái việc phần mềm fake IP theo dạng này để nó reset random. Và tất nhiên nếu mà nuôi chuẩn đã thay đổi IP thì mình thấy là không được chất rồi, anh em mình lưu tâm như đó. Thì cái này có một số anh em khác là đang mua sim ở nước ngoài về và họ đang nuôi bằng cái IP. Cái đấy thì thực tế là mình chưa nuôi bao giờ, nhưng đây là một cái keyword mà anh em có thể tìm kiếm. Rồi ok, đây là DECOM 3G 4G nhá. Cái này thì nó rất phổ biến trên thị trường thôi. Mình đang mua cái DECOM 4G với giá 1.1 triệu và mình không bán. Anh em search trên mạng ấy, anh em search trên Shopee, nhưng cảnh giác mẹ bỏ Shopee hay đường lắm. Rồi ok, thì đó là những hướng dẫn của mình trong việc giới thiệu tất cả những phần mềm IP và những tình huống nào sử dụng IP nào mình đã nêu rõ cho anh em. Thì hy vọng với cái video này mình sẽ giải quyết được tất cả những khái niệm cơ bản cho những newbie, cho những người mới. Thế còn những anh em nào đã thành thạo rồi và anh em nào đã có những cái kinh nghiệm rồi thì anh em xin một số đóng góp tại đây, tránh dìm hàng, tránh đá đều, để làm sao mình có những động lực mình sẽ tiếp tục cung cấp những kiến thức gọi là beginner hay kiến thức newbie cho những anh em thật sự mới để bước vào nghề. Cũng giống như mình hồi xưa, mình nói IP mình không biết là cái gì hết, mà nói fake IP mình còn gà mờ ngu ngơ cực kỳ luôn. Và hy vọng những kiến thức đơn giản này thôi, nhưng mình biết chắc chắn rằng rất nhiều anh em newbie, rất nhiều mới, người ta sẽ cần hiểu những kiến thức như này. Rồi mình xin dừng video ở đây và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Rồi xin chào.